Cho hỏi thăm tí anh Ngọc, thì có cách nào để mình sở hữu được một chiếc xe Mercedes không anh? Anh đây, có chứ. Anh có 3 cách. Cách đầu tiên phải có nhiều tiền. Cách thứ hai phải có rất rất nhiều tiền. Ừ. Còn em ví dụ em tiền lít nhưng mà em không muốn chiếc xe Mercedes đâu anh. Anh có cách thứ ba. Ừ, anh có ngân hàng hỗ trợ, ngân hàng NCB. Ok thôi. Ok anh, chốt thôi. Chốt.